Các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Công Công Audio Trung Anh. Vừa rồi thì quý vị và các bác chúng ta cũng đã được nghe em test thử một đoạn. Em đã test thử một đoạn nhạc mà được cặp loa WeWork G2000 này trình diễn và thể hiện ra. Vâng, cặp loa WeWork G2000 này thì nó được trang bị là một bát 30, một âm chưng 16 và hai âm chép giấy và một chép còi nữa. Với cặp loa này thì nó là dòng loa 5 đường tiếng, âm thanh rất là chi tiết. Đấy, rất là chi tiết. Và lời ca tiếng hát của ca sĩ thì rất là trong trẻo, trong sáng và sạch sẽ. Khi quý vị và các bác hát karaoke thì được âm chung này thể hiện lên và tái hiện lại. Đấy. Chất âm rất là hay. Âm bát 30 sẽ cho chúng ta một cái chất âm nó rất là sâu chắc và tròn tiếng các bác nhé. Vâng, bát 30 ở gần mút xốp các bác nhé. Và tất cả vành loa của âm bát, âm chung, âm chép thì đều là màu vàng gôn hết, nền loa màu đen cho nên là cặp loa nó rất là nổi bật và rất là đẹp. Các bác chơi nhạc đa năng, các bác hát karaoke, các bác nghe nhạc và các bác trưng bày, giá thành thì cực kỳ rẻ. Cặp loa này thì giá chỉ có 6 triệu đồng mà thôi là đã bao gồm phí vận chuyển rồi các bác nhé. Và bên ngoài thì nó màu gỗ. Đấy, bên ngoài màu gỗ cho nên là quý vị và các bác chúng ta phối ghép với lại những đồ nội thất trong gia đình của chúng ta. Màu gỗ thì nó rất là đẹp và màu nó tương xứng. Bên này là em chưa tháo ê căng này. Đấy, ê căng màu đen các bác nhé. Ê căng màu đen, tràn viền, ê căng màu đen. Và bên này là em đã tháo ê căng ra. Vâng, loa thì hình thức thì rất là đẹp đúng không ạ? Chất âm thì quá là hay luôn. Các bác nghe những bản rumba hay là những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao như vừa rồi quý vị và các bác chúng ta vừa được nghe đấy ạ, thì đều rất là hay. Và ngày xưa quý vị và các bác phải mất một con số tiền rất là lớn để sở hữu một cặp loa thùng chúng ta chỉ để nghe nhạc và chỉ để trưng bày thôi. Nhưng giá thành thì rất là đắt tiền. Còn hiện tại bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra số tiền, một con số tiền rất là nhỏ thôi, các bác đã sở hữu được một cặp loa vừa nghe nhạc, vừa karaoke, vừa trưng bày mà giá thành lại rẻ.
các bác chơi bất kỳ thể loại nhạc nào mà quý vị và các bác chúng ta thích. Đấy. Vâng, 6 triệu đồng thì đã bao gồm phí vận chuyển rồi, bên em là bao ship toàn quốc rồi các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ mở lớn lên chút xíu, các bác chúng ta cùng lắng nghe và cùng cảm nhận và tham khảo cặp loa chỉ có 6 triệu đồng này các bác nhé. Chất âm rất là hay đúng không ạ? Tiếng bass rất là sâu chắc và tròn tiếng. Đã bao gồm phí vận chuyển rồi các bác nhé. Mọi chi tiết và các bác yêu mến ủng hộ Cấp Cấp Audio chúng em và các bác đang muốn sở hữu cho mình cặp loa này, các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.